Tụi mình sẽ lượm rác thải nhựa dưới nước trong phạm vi 1 km. Bây giờ mình sẽ bơi ngược dòng nước chảy bằng đuôi tiên cá Tiun. Nước đang chảy rất là nhanh, quý vị thấy đó. Phải mang đuôi cá mới bơi được. Rồi, để cá Titi làm gì đó. Cái tụng này sao nó khứa đau vậy? Sợi dây tụng này đau quá. Honey, come here. Bơi qua cây cầu này.